chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi những bản tin của chúng tôi ngày hôm nay. Số phận thay đổi là nhờ đâu? Người xưa nói, có tâm dẫu không có tướng, tướng cũng sẽ theo tâm mà sinh. Có tướng mà không có tâm, thì tướng ấy cũng sẽ theo tâm mà tiêu mất. Câu ấy ý rằng, hình tướng một cá nhân là tùy theo tâm niệm thiện ác của cá nhân ấy mà biến hóa theo, số phận theo đó cũng lại có những thay đổi. Chuyện kể, có một người bán dầu tên Bùi Độ, nghèo khổ lang thang, được thầy tướng số cho biết sẽ chết đói vì có hai đường gân chạy xéo từ cằm lên mép miệng. Ấy là tướng ăn xin đầu phố, đói khổ mà chết. Hỏi ra sự tình mới biết thiếu nữ mang vàng đi để chuộc tội oan cho cha, chẳng may bị đánh rơi xuống giếng. Ai cũng nói dưới giếng có con trăng to, thiếu nữ đang tuyệt vọng muốn tự vẫn. Bùi Độ thương tình, nghĩ mình trước sau cũng chết đói nên liều mạng leo xuống tìm được vàng cho thiếu nữ. Nhờ đó mà gia đình của thiếu nữ được phục hồi danh dự và quyền thế. Một lần gặp lại, thầy tướng số kinh ngạc nói rằng tướng chết đói của Bùi Độ đã biến mất, mà thay vào đó là tướng công khanh phú quý rực rỡ. Quả đúng vậy, sau này thiếu nữ tên Ngọc Hà đền ơn, dạy học cho Bùi Độ, rồi kết bái phu thê. Sau mới thưa với phụ thân, cha nàng cậy nhờ bạn bè tiến cử Bùi Độ. Thời gian xa cách Ngọc Hà, Bùi Độ đã lạc lòng với những hình bóng giai nhân khác. Trên bước đường tiến quan, anh ghé vào thăm người xem tướng cũ để tạ ơn. Nhưng ông bảo Bùi Độ đã hiện lại tướng chết đói, anh tức giận bỏ đi. Sau khi được làm quan, Bùi Độ đánh mất nhân cách, lôi kéo cưỡng bức các cô gái đẹp, bị triều đình hạ lệnh bắt về kinh trị tội. Bùi Độ sợ hãi trốn vào rừng rồi chết đói cạnh một mỏm đá. Cái phước của Bùi Độ xuất hiện do tâm niệm liều mạng tìm vàng cứu cô gái. Phước đó lớn đến nỗi chuyển hẳn tướng mạo và số mệnh, giúp anh có được công danh vinh hiển. Nhưng rồi tư cách tầm thường tham dục đã phá vỡ phúc đức gây dựng được, cái nghiệp vốn có lại trở về. Như vậy, tướng mạo tùy thuộc vào đức và nghiệp chứ không cố định. Giúp người hành thiện, ấy chính là đạo lý quan trọng của việc cải biến vận mệnh. Khi xưa, Viên Liễu Trang là một thầy tướng số danh tiếng. Nhìn chỉ tai hay mũi của một người, dẫu là nam hay nữ, ông có thể đoán biết trước vận mạng tương lai của họ. Một hôm, có một vị đại thần dắt con đến nhờ ông xem tướng. Viên Trang coi tướng xong, biết đứa bé vài năm sau sẽ chết, ông liền bảo cho vị quan kia hay. Nghe nói vậy, vị quan ấy rất đau khổ. Trên đường về nhà, ông đến gặp một vị sư. Vị tăng hỏi, có việc gì xảy ra mà trong ngày sầu não như thế? Vị quan đáp rằng, ông vừa mới nghe thầy tướng số báo cho biết một tin chẳng lành. Hòa thượng liền xem tướng đứa nhỏ để tìm hiểu vận mạng của nó. Ngài nói với vị quan, chỉ có phước đức mới cứu được mạng sống của cháu, nhưng cơ duyên làm phước không phải dễ. Nếu ngài muốn có được phước đức thì cách tốt nhất là nên phóng sinh, tạo phước đức bằng hành động thiện nguyện, không giết hại sinh vật mới có thể bảo vệ được mạng sống cho con ông. Nghe lời hòa thượng, vị quan kia liền phát nguyện không bao giờ sát sanh mà lại còn phóng sinh. Ông tinh tấn làm việc thiện như vậy được ít năm. Sau đó gặp lại cha con ông, hòa thượng bảo, chưa đủ, ông phải cố gắng tạo thêm nhiều thiện nghiệp thì mới có thể cứu được mạng sống của con ông. Viên quan lại nỗ lực cứu thoát nhiều sinh vật nữa. Khi gặp dịp làm phước giúp đỡ ai, người cũng như thú vật, ông luôn luôn sẵn sàng đóng góp thời giờ lẫn tiền bạc. Nhờ vậy, viên quan đã cứu độ vô số sinh linh và người con. Đến năm nay, lẽ ra phải vong mạng nhưng chẳng hề hấn gì và trở thành một thanh niên khỏe mạnh. Nhà tướng số Viên Liễu Trang biết được sự việc này. Từ đó về sau, mỗi khi coi thấy người nào có vận mạng xấu, ông liền khuyên bảo họ nên cố gắng làm việc phước đức và không nên sát sanh. Nhờ tu nhân tích đức mà nhiều người đáng lý sẽ phải chết sớm khổ đau, họ lại sống trường thọ. Nhiều kẻ nghèo khổ lại trở nên giàu sang. Để cập nhật được những thông tin mới nhất, quý vị và các bạn có thể ấn subscribe và like kênh Báo Nói.
Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.